anh đang sợ là anh đang sợ là nó bị trường hợp này này. Có thể một trong ba cái lò xo này, một trong ba lò xo hoàn lực này gãy thì khi chạy xe thì nó tạo ra cái lực ma sát rất là lớn, nó lở toát ra như tay anh. Lúc này xe chạy như một con ngựa bất cam, người sử dụng sẽ phải bóp phanh, đóng ga lại thì nó vẫn cứ kết nối với nhau thành một khối. Hai thằng nó quay qua nhau này thì nó sinh ra nguồn nhiệt rất là lớn, lớn đến mức độ mà chảy mùn toàn bộ ba cái lò khuôn này ra theo như hình ảnh của em, thấy chưa? Đấy, nó như thế. Dạ vâng. Đấy, theo phán đoán của anh nó như thế. Dạ vâng. Thế thì cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái việc mà nó có thể gãy được ba những cái này đấy là cái nguyên nhân của nó thì rất là nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn là một trong ba lò xo này không hoạt động. Vâng. Hoặc thiếu, hoặc gãy. Vâng. Vì theo như hình ảnh còn có hai cái. Dạ vâng. Thì mới sinh ra được cái bệnh này, còn tự dưng không bao giờ bị được. Dạ vâng. Nếu như đủ ba lò xo hoạt được thì nó đóng rồi ngay. Dạ vâng. Như tay anh này. Nếu mà thiếu một lò xo nó có thể văng ra. Đúng rồi. Dạ vâng. Nếu do thì không cân bằng, tự dưng một lá nó cứ văng ra. Dạ vâng. Một thằng nó văng ra thôi. Dạ vâng. Một thằng văng ra sớm hơn, hai thằng văng ra muộn hơn. Thì khi để gang ti thằng này đã lở ra rồi. Dạ vâng. Khi lực văng đi tâm suất lở ra nó kéo. Nó kéo thì xe chạy như ngựa. Dạ vâng. Thì người sử dụng sợ người ta phải bóp phanh lại. Dạ vâng. Thì hai thằng tạo quanh người ma sát. Dạ. Quanh nhau. Dạ. Thì mới sinh ra nhiệt, sinh ra nguồn nhiệt đến mức độ mà ra như hình ảnh này. Dạ vâng. Chảy mùn hết. Dạ vâng. Thấy chưa? Dạ vâng. Dạ vâng.